Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Ngài ở trong Phục truyền luật lệ ký chương 34. Chương này nói về sự qua đời của môi xe. Có hai phần. Phần A, môi xe ở trên núi Nebo. Và phần B là di sản của môi xe sự xem thấy về miền đất hứa câu 1 đến câu 3 kế ấy môi xe từ đồng bằng Moab lên trên núi Nebo nơi đỉnh Phích Ga đối ngang Jericho rồi Đức Yêu Va cho người xem toàn xứ tự Calaat Chí Đan toàn Nephtali, xứ Ephraim và Manasseh cả xứ Juda cho đến biển Tây miền Nam đồng bằng sông Giô Đanh và trũng Jericho thành cây trà là cho đến Xoa. khi dân Israel đóng trại trên đồng bằng Moab môi xe leo lên các đỉnh núi Nebo từ đó ông có thể nhìn thấy đất hứa đến tận biển Tây. Chúng ta lưu ý lúc này là môi xe đã 120 tuổi. Chứng tỏ đến giờ một chú gọi ông đi nhưng sức lực ông vẫn còn có thể leo núi tốt. Ngày nay chúng ta biết đến núi Nebo và Phitga là hai đỉnh núi riêng biệt. Còn vào thời Nô Môi Xe, những cái tên giống nhau có lẽ đã được đặt cho cùng một đỉnh, cùng một đỉnh núi. Phitga là nơi cao hơn hết và có lẽ từ đỉnh cao như ngày nay được gọi là Phitga mà Môi Xe đã nhìn thấy đất hứa. Rồi Đức Y cho người xem toàn xứ. Đây là ân điển ngọt ngào của Đức Chúa Trời dành cho Môi Xe. Dù không thể đặt chân đến miền đất hứa, nhưng Chúa đã cho phép ông được được nhìn thấy nó. Lời cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với môi xe. Câu 4. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng đó là sứ mà ta đã thể ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Mà rằng ta sẽ ban sứ này cho dòng dõi ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem sứ ấy nhưng ngươi không vào đó được. Đó là sứ mà ta đã thể ban cho. Những lời này ở thì hiện tại. Đó là sứ. Đó là cái lời này ở thì hiện tại. Và đã được nói với môi xe ở trên đỉnh núi Nebo khi ông nhìn về phía tây và thấy đất hứa. Danh sách các địa điểm ở đây theo một vòng tròn các địa điểm của miền đất hứa mà chú, mà liệt kê ra đấy cho môi xe nhìn ấy, thì một vòng tròn lớn ngược chiều kim đồng hồ từ bắc xuống nam trong toàn bức tranh cảnh bao quát này môi xe nhìn thấy toàn bộ đất hứa chúa mời môi xe đến nhìn xem đất hứa không chỉ là một sự an ủi ngày ban cho ông cho phép tôi tớ ngài xem cơ nghiệp của israel nó có thể có một số ý nghĩa về pháp lý có một số bằng chứng cho thấy đây là một phần của quy trình pháp lý một người đã xem thấy những gì mình sẽ sở hữu trí dẫn của thomson ta sẽ ban sự ấy cho dòng giống con cháu ngươi. Đức Chúa Trời đã thề sẽ ban nó cho con cháu của Abraham, Isaac và Jacob, và bây giờ lời hứa sẽ được thực hiện. Môi xe được phép đưa con cháu của Abraham, Isaac và Jacob đến ngưỡng cửa của đất hứa, nhưng không được phép đi xa hơn. Ta cho tự mắt ngươi xem sự ấy, nhưng ngươi không vào đó được. Thật là một khoảnh khắc cay đắng lẫn ngọt ngào môi xe thấy điều này và lòng ông vui mừng vì được nhìn thấy đất hứa hơn bao giờ hết tuy nhiên chắc chắn gợn một nỗi buồn trong lòng của ông khi biết rằng chính tội lỗi của mình chính sự xuyên tạc của mình về đức chúa trời đã dẫn đến việc ông không thể tự đặt chân đến đất hứa ở đây ông đứng rất gần nhưng lại rất xa điều duy nhất ông có được là có sự tương giao mối quan hệ mật thiết với chúa mà thôi thật là một kịch tính quả là đau thật là đau ở trong lòng Cảm giác thành công xen lẫn thất vọng chắc hẳn đã xuất hiện trong tâm trí của môi xe khi ông nhìn qua vùng đất mà Chúa đã hứa với Israel, truy dẫn của Ca Nhìn ra toàn cảnh rộng lớn, vào một ngày trời quang mây tạnh, môi xe đã thấy kết quả cuối cùng của công việc cả đời mình dẫn dân Israel vào miền đất hứa. Và nghe Đức Chúa Trời phán rõ ràng, như ông đã từng nghe Đức Chúa Trời phán, đó là sứ mà ta đã thề ban cho họ. Cái chết và sự mai táng của môi xe tôi tớ của Chúa. Câu 5 đến câu 8. Môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó trong đồng bằng Mô-áp theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp đối ngang bết phê ô cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người. Và khi môi xe qua đời tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm, dân Israel khóc môi xe trong 30 ngày tại đồng bằng Mô-áp Mô những ngày khóc và ngày chịu tang cho môi xe đã xong rồi là như vậy. Môi xe là tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó trong đồng bằng Mô-áp. Bia mộ của môi xe trên dòng biêu mộ của ông ghi rất đơn giản đó không phải là môi xe hoàng tử ai cập đó không phải là môi xe kẻ giết người ai cập đó không phải là môi xe người chăn chiên trong đồng vắng đó không phải là môi xe người phát ngôn của một dân tộc đó không phải là môi xe người làm phép lạ đó cũng không phải là môi xe là một tiên tri đó không phải là môi xe người nhìn thấy ánh vinh quang của chúa đó không phải là môi xe người không bao giờ vào đất hứa Cuối cùng, tiêu đề rất đơn giản, đề trên bia mộ rằng Môi xe tôi tớ của Đức giê Hô Va. Đó là bắt đầu ở câu số 5 ấy, bia mộ của môi xe, bởi vì ông không biết mộ chôn ở đâu mà. Điều này là đủ cho chúng ta. Chúng ta vẫn thường nói mà khi nói ra ấy thì có vẻ khiêm nhường, nhưng thực sự sống được thì cao cả hơn rất là nhiều. Thực sự hài lòng với việc đơn giản trở thành tôi tớ của Chúa quả thật là một chỗ quý giá. Đó là điều hạnh phúc nhất trong tất cả các chặng đường đời, các trạm dừng chân vì khi chủ được tôn vinh các tôi tớ đều thỏa lòng nếu một người thực sự là tôi tớ của Chúa điều đó có thể được chứng minh bằng một bài kiểm tra rất đơn giản bằng cách họ phản ứng thế nào khi ai đó đối xử với họ như một tôi tớ nhiều người vui lòng trở thành đầy tớ cho những người do chính chúng ta lựa chọn hoặc làm đầy tớ cho những người trong những hoàn cảnh do chúng ta lựa chọn vì buộc phải như vậy như chúng ta nghĩ trong sự vô tín nhưng đó không thực sự là thái độ của một tôi tớ của Chúa Môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Môi xe chết đúng như lời Đức Chúa Trời đã hứa. Những lời hứa của Đức Chúa Trời là chắc chắn, bao gồm cả những lời hứa nghiêm khắc hơn của Ngài. Tất cả đã xảy ra theo lời Chúa. Theo nghĩa đen, cụm từ theo như lệnh của Đức Giê-hô-va có nghĩa là nằm trên miệng của Chúa. Cái chữ đó theo truyền thống do Thái cổ đại nói rằng Môi xe chết khi Chúa lấy đi linh hồn của ông bằng một nụ hôn. Rabbi Do Thái thời Trung Cổ tên là Maimonides nói rằng trong số 903 cách khác nhau để chết thì đây là cách tốt nhất. Theo huyền thoại của người Do Thái cổ đại, vốn chỉ được coi là huyền thoại, thì cái chết của môi xe rất dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn, đầy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, thời của môi xe đã kết thúc. Đây là trích dẫn ở trong một văn bản trong sách của Kinsberg, những huyền thoại của người Do Thái. Trong khi đó, thời của Môi Xe đã kết thúc. Một giọng nói từ trời vang lên nói rằng, sao vậy Môi Xe, ngươi cố gắng vô ích ư? Dây khắc cuối cùng của ngươi đã gần rồi. Môi Xe lập tức đứng lên cầu nguyện và nói, Lạy Chúa của thế gian, xin hãy nhớ đến ngày mà Chúa đã bày tỏ chính mình ngài cho tôi ở trong bụi gai, và xin hãy nhớ đến ngày tôi lên trời trong 40 ngày không ăn uống lại đứng nhân từ và thương xót xin giải thoát tôi không rơi vào tay của Satan tăng hay là tay của tử thần ấy. đức chúa trời đáp lại ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi chính ta sẽ lo cho ngươi và chôn cất ngươi môi xe giờ đây đã tự thánh hóa mình cũng giống như seraphim bao quanh vua thánh vinh hiển nhờ đó đức chúa trời từ các tầng trời cao nhất đã bày tỏ chính ngài để đón nhận linh hồn của môi xe khi môi xe nhìn thấy đấng thánh đáng chúc tụng danh ngài thì ông sấp mặt xuống đất và nói Lạy Chúa của cả thế gian, trong tình yêu, bởi tình yêu thương, Chúa đã tạo dựng ra thế gian này. Và trong tình yêu thương đó, Chúa đã hướng dẫn nó, xin hãy đối với tôi bằng tình yêu thương và đừng giao tôi vào tay của thần chết. Một giọng nói trên trời vang lên và nói Hỡi môi xe đừng sợ, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức giê va sẽ gìn giữ sau ngươi. Đây là trích dẫn của a sai 58 câu 8 con bản kinh James thì dịch rằng sự vinh hiển của Đức Yêu Va sẽ là phần thưởng của ngươi. Cùng với Chúa từ trời xuống có ba thiên sứ Michael, Gabriel và Sasagen thì Gabriel sắp xếp ghế đi văng cho môi xe Michael trải trên đó một chiếc áo choàng màu tím và Sasagen đặt một chiếc gối len. Chúa đặt chính Ngài trên đầu môi xe. Michael ở bên phải ông, Gabriel ở bên trái ông, và Saisagen ở dưới chân ông. Khi đó, Đức Chúa Trời nói với môi xe rằng, hãy khoanh chân ngươi lại, hãy bắt chéo chân ngươi lại. Và môi xe đã làm như vậy. Sau đó Ngài nói, hãy khoanh tay ngươi lại và đặt hai tay ngươi trên ngực của ngươi. Và môi xe đã làm như vậy. Đức Chúa Trời phán, hãy nhắm mắt ngươi lại và môi xe đã làm như vậy. Sau đó Đức Chúa Trời phán với linh hồn môi xe rằng, cái câu này chữ nói linh hồn là con gái tôi muốn giải thích cái chữ này ấy, là trong bản tiếng Anh thì dịch là con gái là bởi vì chữ linh hồn theo cái quán từ ấy là giống cái cho nên nói là con gái nha nói đây là nói với linh hồn của môi xe thì đây là lời Chúa phán này cho nên Chúa nói với linh hồn của môi xe là hỡi con gái của ta hay là có thể nói thế này để trong tiếng Việt cho dễ hiểu là hỡi linh hồn của môi xe của tôi tớ ta 120 năm ta đã ra lệnh cho con phải ở trong thân thể của người công chính này nhưng bây giờ đừng chần chừ rời khỏi nó vì thời gian của con đã trôi qua rồi chúng ta sẽ đưa ngươi lên các tầng trời cao nhất và để ngươi ngự dưới ngôi vinh quang của ta khi môi xe nghe những lời này ông cho phép linh hồn mình rời khỏi ông và nói với linh hồn mình rằng Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Trích dẫn trong Thi thiên 16 câu 7. Và Đức Chúa Trời đã nhận lấy linh hồn của môi xe bằng nụ hôn lên miệng của ông. Đây là trích dẫn của Kingsberg trong tác phẩm Những huyền thoại của người Do Thái như một người mẹ ôm con mình và hôn nó rồi đặt nó ngủ trên giường riêng của nó chúa đã hôn linh hồn của môi xe rời đi để được ở với ngài mãi mãi và sau đó ngài đã giấu thân xác ông và chúng ta không biết nó ở đâu trích dẫn của spurgeon trong câu 6 thì nói, Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô Áp. Đáng chú ý là Chúa đã chôn cất môi xe. Điều này phức tạp hơn như người ta nghe, bởi vì có sự tranh giành của Satan tăng về thân xác của môi xe. Trong Jude 9 thì nói về một trường hợp khi thiên sứ trưởng Michael tranh chấp với ma quỷ giành xác môi xe. Rõ ràng có một sự tranh chấp về thân thể của môi xe và theo Jude thì Michael là thiên sứ trưởng đã chiến thắng cuộc đấu này khi ông cầu xin quyền năng của Chúa là cầu Chúa phạt tuy nhiên lý do tại sao Michael tranh giành với satan về thân xác của môi xe thì không được rõ ràng một số người cho rằng ma quỷ muốn sử dụng thân thể của môi xe như một vật thờ phượng để dẫn dắt dân israel đi lạc vào trong việc thờ hình tượng những người khác nghĩ rằng satan muốn mạo phạm thi thể của môi xe và đòi quyền đối với nó vì môi xe đã sát hại một người ai cập nhưng hãy cân nhắc rằng Đức Chúa Trời có một mục đích khác đối với thân thể của môi xe. Điều mà sa muốn đánh bại, môi xe xuất hiện ở trong hình dạng thân thể cùng với Eli lên trời trong một cơn gió lốc trong hai các vua chương 2 câu 11. Tại trên núi hóa hình, Matthew chương 17 câu 1 đến câu 3. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem phi rơ gia cơ và răng là em gia cơ cùng ngài đi tẽ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt ngài sáng loà như mặt trời, áo ngài trắng như ánh sáng. Này có môi xe và Eli hiện đến nói chuyện cùng ngài. Và có lẽ Môi Xe và Eli là hai nhân chứng của Khải Huyền 11. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã có một mục đích hoàn thành với thân thể của Môi Xe trước thời điểm phục sinh nói chung. Vì vậy Đức Chúa Trời đã cung cấp đặc biệt để chôn cất thân thể của chính Môi Xe. Và có lẽ Đức Chúa Trời đã bảo quản thi thể của Môi Xe theo một cách nào đó. Đức Chúa Trời muốn bảo vệ thi thể của Môi Xe vì vậy không ai biết mộ phần của ông cho đến ngày nay. Dường như họ đã tìm kiếm nó với lòng mong đợi và mong muốn rằng ấy để tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại này của dân tộc. Cuối cùng, người ta chỉ có thể nói là bia mộ của môi xe như trong câu năm môi xe tôi tớ của Đức Y-hô-va. Đó là kết luận ở tại đây muốn đề cập thêm một điều mang tính tương đối là thời sự ngày nay có một tin đồn lan truyền và đã có dịch sang tiếng Việt nói rằng huyết của Chúa Giêsu người ta đã tìm được thấy ADN với lời giải thích rằng là tại đồi Cocotha Cô Cô khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thì huyết nó đổ xuống và bởi vì có trận động đất đó cũng là lời giải thích có một cái rãnh nứt ra và nói rằng ấy ở dưới hầm mộ đồi Cocotha Cô Cô thì nơi đó họ chôn cất hòm giao ước và cái huyết đó đã đổ xuống trên cái hòm giao ước lên trên cái nắp thi ân và họ đã tìm được cái đó thì một nhà khảo cổ học cơ đốc yêu mến chúa về lòng yêu mến chúa của ông rất đáng là trân trọng cả cuộc đời của ông cống hiến cho cái việc tìm kiếm những khảo cổ xung quanh kinh thánh nhưng có một điều lưu ý là khi ông tìm được cái mẫu vật đó ông nhờ một phòng thí nghiệm của người do thái theo như lời ông kể để mà kiểm tra cái mẫu vật mà ông cho rằng đó là máu đã khô của một người đã chết ở trên đồi đổ xuống you Điều kỳ lạ là họ tìm thấy nhiễm sắc thể nó hoàn toàn khác. Và nói ngắn gọn lại câu chuyện là cái ADN đó cuối cùng ấy kết luận rằng đó là của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu không có cái nhiễm sắc thể y của người nam, của người cha. không kết luận như vậy. Và đó là nhiễm sắc thể của Chúa Giêsu Bởi vì cái ADN nó, cái số lượng nó không bằng như ADN của con người. Thì cái kết quả này họ đã dựng thành phim. Nó giống như là một ngọn lửa cháy rừng vậy. Liên hệ với câu chuyện này, nó phải là điều khiến cho chúng ta ngờ ngợ. Cứ xem như, cứ cho như là đồng ý với kết quả của nhà khảo cổ học kia tìm là đã tìm thấy được huyết của Chúa Giêsu thì nó hoàn toàn mâu thuẫn với những sự khôn ngoan do kinh thánh đưa ra. Kinh thánh giấu xác môi xe thì há chẳng rằng ấy, Đức Chúa Trời há chẳng phi tang. Tôi xin phép được dùng cái chữ đó bởi sự khôn ngoan rất lớn của Ngài mà chúng ta chưa hiểu hết. Để Chúa Giêsu ấy ngôi mộ trống thì huống gì là những cái điều này? Sự tin vào đó là quyền của mỗi chúng ta nhưng giống như ma quỷ giành xác môi xe thì ADN hay là máu của Chúa Giêsu ấy há chẳng phải là một phần ở trong đó mà trong sự giành giật hay sao? về ngày cuối cùng này một antichrist có nghĩa là một christ giả giống hệt như là chúa giêsu đang dần dần nó trồi lên khỏi mặt nước khỏi mặt nước có nghĩa là những điểm giống chúa giêsu đạo lạc càng ngày càng thấy không lạc bởi vì nó giống quá đi đến nỗi chúa giêsu phải dặn rằng trong mai thứ 24, hãy coi chừng kẻo có những kẻ dỗ dành các ngươi khi mà ai đó nói các ngươi hãy coi chừng christ giả là giêsu giả là thánh linh giả hãy coi chừng đó có phải chăng là vô tình chúng ta tưởng há không phải là điều mà chúng ta nên thận trọng hay sao Tạ ơn Chúa ngôi mộ đã trống, dấu vết đã sạch trơn. Đức tin của tôi đó là sẽ không còn có một dấu vết nào có thể còn lại nữa. Kể cả những dấu vết mà huyết Chúa là họ có tìm, gọi là tìm được ADN. Nhưng đức tin của tôi sẽ không đặt vào trong đó. Henok đã mất dấu vết. Eli ấy, phải chăng là chỉ còn lại cái áo choàng Sự sức giàu đó chuyển giao lại cho Eli xe và Chúa Giêsu của chúng ta. Kê tấm áo choàng đó là ngày đổ Đức Thanh Linh xuống vào ngày lễ ngũ tuần. Cảm ơn Chúa, chúng ta đi tiếp vào trong câu 7. Khi môi xe qua đời, tuổi được 120, cuộc đời của môi xe được chia làm 3 phần. Ông đã trải qua 40 năm làm thái tử của Ai Cập, 45 năm làm người chăn chiên khiêm nhường trong đồng vắng, chăn bầy chiên cho cha vợ mình, và 40 năm dẫn dắt con cái Israel đến định mệnh của họ trong đất hứa. 2 phần 3 đầu tiên của cuộc đời là để chuẩn bị cho 1 phần 3 cuối cùng. Môi xe sẵn sàng để Đức Chúa Trời chuẩn bị cho ông trong 80 năm. Đôi mắt của môi xe không mờ đi, sức của ông không thuyên giảm. Điều này xác nhận những gì đã quan sát thấy ở phục truyền luật lệ ký chương 31 câu 2. Ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào được nữa. Môi xe không bị cản trở bởi sự ốm yếu về thể chất, nhưng bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và thậm chí ông có thể leo lên đỉnh núi cao Phích Ga tại trên đó để được Đức Chúa Trời cất đi. Câu 8. Dân Israel khóc môi xe trong 30 ngày tại đồng bằng Moab. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho môi xe đã xong rồi là như vậy. Cũng vĩ đại như môi xe, những ngày tang tóc cho ông cũng đã kết thúc. Đã đến lúc phải tiếp tục. Chương trình của Đức Chúa Trời không kết thúc với môi xe, cũng không kết thúc với bất kỳ người nào. Ngọn đuốc được chuyển tiếp qua tay người khác và công việc của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục. Phần B. Di sản của môi xe sự lãnh đạo của Joshua trong Israel, câu 9. Joshua con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan. Vì môi xe đã đặt tay mình trên người, dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Vì môi xe đã đặt tay trên mình người, lời cầu nguyện của môi xe cho Joshua đã được nhậm. Joshua quả thật là có đầy đủ thần của sự khôn ngoan. Điều tốt hơn hết là con cái israel đã nghe theo joshua đã vâng lời joshua bài kiểm tra thực sự của khả năng lãnh đạo là xem liệu mọi người có thực sự đi theo bạn hay không Di sản độc nhất của môi xe, câu 10 đến câu 12. Về sau, trong Israel không còn giấy lên tiên tri nào giống như môi xe mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Egypto, tại trước mặt Pharaon, các quần thần và cả xứ của người. Hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà môi xe cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Về sau trong Israel không còn giấy lên tiên tri nào giống như môi xe. Joshua là một nhà lãnh đạo tài ba cho dân Israel và công việc của Đức Chúa Trời vẫn tiếp diễn. Nhưng điều đó không làm giảm di sản độc nhất của môi xe. Về sau trong Israel không còn giấy lên tiên tri nào giống như môi xe. Một số điều khác đã khiến cho môi xe trở nên độc nhất. Đó là ông là người được Đức Yêu biết mặt đối mặt. Môi xe là duy nhất vì sự thân mật cá nhân của ông đối với Đức Chúa Trời. Thuật ngữ mặt đối mặt không có nghĩa đen là mặt đối mặt vật lý mà nó có ý tưởng về sự giao tiếp tự do, không bị cản trở. Môi xe có một mối quan hệ rất là mật thiết đáng kể với Đức Chúa Trời. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm. Môi xe là người độc nhất vô nhị về số lượng và loại công việc quyền năng phép lạ mà ông có liên quan. Hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà môi xe cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Môi xe là người duy nhất có quyền lực và thẩm quyền mà ông lãnh đạo dân tộc Israel. Và về sau, trong Israel không còn giấy lên tiên tri nào giống như môi xe có những người cai trị israel vĩ đại hơn môi xe những nhà lãnh đạo vĩ đại hơn những nhà tiên tri vĩ đại hơn và những thầy tê lễ vĩ đại hơn nhưng trước khi chúa jesus christ đấng messi của chúng ta đến chưa bao giờ có một người đàn ông nào lại nắm giữ mọi chức vụ một cách hiển hách như môi xe ở nơi môi xe tập trung tất cả các chức vụ lớn của Israel là tiên tri, người cai trị, là thẩm phán và thầy tế lễ. Nếu một số người nắm giữ những chức vụ này đã là vĩ đại thì môi xe là người vĩ đại nhất trong số họ. Tuần sau xin chú cho chúng ta học tiếp về con người của môi xe. Có một số điểm chúng ta cùng quan sát và sau đó thì chúng ta sẽ đi tiếp sách Joshua. Chúng con cảm ơn Ngài cho những lời này. Nguyện xin cho chúng con không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng được làm theo lời, được đi theo Ngài, được học theo các thánh đồ, theo cùng một dầu chân, theo cùng một đức thánh linh. Con cầu nguyện chúc bình an trên dân sự toàn bộ anh chị em. Xin nâng đỡ, xin chữa lành, xin giải phóng và bởi cho ánh sáng soi sáng bởi thần linh của Ngài. Xin làm ứng nghiệm lời Chúa, Đức Chúa Trời bình an, giải đạp quỷ sa tăng dưới chân chúng con. Và chúng con không phải là không biết mưu kế của kẻ thù, thì chúng con nhờ ân điển, nhờ lời của Chúa và nói của trách trong danh Giêsu mà của trách những công việc của sự tối tăm những điều mờ ám và bóng tối của trách nó xin cho chúng con được mang thực tự giá tốt hơn trong ngày hôm nay theo Chúa Giêsu con cầu nguyện trong danh Giêsu Christ Amen.